Vâng, chào các bác nhá. Là em Thành Ô Tô thì hiện tại em Thành Ô Tô đang dư ra hai chiếc màu xám, gọi là xám xi măng màu mã màu mới đấy ạ. Và hai chiếc màu xám cũ thì hiện tại đang có một mức giá lăn bánh cực kỳ hợp lý cho chiếc VF5 Plus này là 536 triệu lăn bánh kèm pin biển tỉnh các bác nhá. Biển Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ thêm là 20 triệu biển số. Đấy. Có hai mã màu xám đang dư mỗi chiếc một mỗi màu là hai xe. Đó là xám xi măng và xám lông chuột nhá. Đấy. Màu xám xi măng này, đây là buổi này bây giờ trời thời tiết ở ngoài trời đang cũng khá là tối rồi. Đấy, đang gần 6 giờ rồi. Và cái màu xám xi măng này thực sự là rất là mê, mê mẩn và đẹp đúng không ạ? Màu VF3 đây, đây chính là màu xám của VF3 đây. Đấy. Các bác có thể ngắm nhìn đi. Thế thì màu xám này thì đang có hai xe thôi nhá. Bởi các bác cũng biết là mã màu mới của VinFast thì bây giờ đang rất là khan trên thị trường. Em ra cái phần đuôi xe nhá. Để cho các bác ngắm này. Đấy. Xám xi măng Plus. Giá niêm yết là 548 triệu giảm trừ đi 10 triệu ví VinClub và 1 năm sạc pin thì còn 530. Lăn bánh biển tỉnh là 536 triệu kèm pin và hỗ trợ thêm gói dán phim cho các bác nào chốt ngay tại thời điểm hiện tại nhá. Nhanh tay nhanh chân, số lượng có hạn. 0961 395 131, đây là số điện thoại cũng như là số Zalo của Thành Ô Tô. Và 0961 395 131 là số điện thoại hotline của Thành Ô Tô và số Zalo là 0979188958 để được hỗ trợ tư vấn cũng như là báo giá chi tiết đầy đủ cho các bác thông qua Zalo. Vâng, sẵn hai xe nhá. Hỗ trợ trả góp lên đến 70% cho chiếc VF5 này. Đấy, chuẩn bị trả trước là 170 triệu. Hỗ trợ trả góp trên toàn quốc, giao xe trên toàn quốc. Đấy, lãi suất ngân hàng bây giờ hiện tại thời điểm hiện tại là từ 7 đến 8% tùy từng ngân hàng nha các bác nhá. Đấy, từ 7 đến 8% tùy từng ngân hàng. Nên các bác nào có nhanh tay nhanh chân gọi ngay cho em Thành Ô Tô theo cái số hotline là 0961 395 131 hoặc số Zalo là 0979188958 để được hỗ trợ tư vấn. Em Thành Ô Tô luôn luôn có cái khẩu hiệu là hỗ trợ giao xe, vận chuyển xe trên toàn quốc, hỗ trợ trả góp trên toàn quốc. Các bác ở bất kỳ nơi đâu thì em Thành Ô Tô cũng đều hỗ trợ được cho các bác. Còn bây giờ thì em Thành Ô Tô xin phép chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.